Dạ vâng ạ, em Vinh xin kính chào toàn thể quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Tôi Người Vùng Cao ạ. Hôm nay thì em Vinh đang có mặt tại xã Tả Xìn Thàng thuộc huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Đây là một cái xã vùng sâu vùng xa của huyện Tủa Chùa đấy cả nhà. Xã này cách trung tâm huyện khoảng 30-40 cây số gì đấy. Và hiện tại thì đường lên xã này đang rất là khó đi, tại vì họ đang sửa lại đường ấy. Đi lên đến đây thì cả nhà có thể thấy là xe cộ một lớp bụi dày khoảng gần một phân cả nhà. Hôm nay ở trên này có một cái phiên chợ. Phiên chợ này thì em Vinh cũng có từng tới đây quay cách đây khoảng hơn một năm rồi. Hôm nay thì em Vinh quay trở lại thì phải nói là đường rất là khó đi luôn. Chắc là tí nữa về thì em Vinh sẽ phải đi một cái cung đường khác để cho nó dễ đi hơn. Hôm nay thì em Vinh đi chợ phiên này thì cũng vào cái dịp là cũng khá là mát trời cả nhà. Tối qua thì ngủ trên này mát lắm. Trên này có một cái homestay cách đây khoảng hơn 3 cây. Đấy thì nếu mà cả nhà muốn lên đây tham quan thì có thể là lên trên này nghỉ ngơi ở trên này, xong rồi sáng hôm sau đi chợ phiên. Sau cái chợ phiên này thì có thể là em Vinh sẽ đi thăm cái đồi chè cổ thụ ở trên này. Tại vì trên này có một cái đồi chè cổ thụ rất là lâu năm và đẹp cả nhà, nổi tiếng lắm. Đây bây giờ em mời cả nhà theo chân em, chúng ta sẽ đến với chợ phiên Tả Xìn Thàng trước nhá, cả nhà nhá. Mời cả nhà. Đây em Vinh đã tới gần cái khu chợ rồi. Ở trên này có cả xe khách đàng hoàng nhé cả nhà nhé, mấy chuyến liền đấy, xe khách đi thành phố. Hôm nay chợ phiên nên bà con lên rất là đông. Chợ trên này thì họp cũng khá là muộn thôi cả nhà, khoảng từ 8 giờ trở đi, tại vì người dân họ cũng ở xa ấy. Đường thì cũng khó đi. Chỗ này đang đổ đất làm cái gì đây này. Trên này thì dân cư chủ yếu là người Hơ Mông Đỏ và người Hoa. Anh này đi chợ về đây này, mua muối. Bây giờ chợ cũng khá là đông đúc rồi đấy cả nhà. Chào anh nhá. Xem họ bán cái gì đây. À, bán ong đất cả nhà. Ong đất nguyên nguyên tổ. Cái này ăn ngon lắm này. Cái này uống rượu ngon. Đây, điện thoại cũng được mang ra chợ phiên để bày bán giống như những cái mặt hàng khác. Chào anh nhá. Anh đi mua điện thoại à? Đây, smartphone các kiểu này. Đây điện thoại này bao nhiêu tiền? Trên này bán đèn pin các kiểu, gậy chụp ảnh các kiểu này. Đèn pin đi rừng tối đi vệ sinh các kiểu chẳng hạn. Bà con ngồi bán rau ở đây nhìn cái cảnh này rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó. Giờ chúng ta sẽ đi khám phá những cái mặt hàng được bày bán tại chợ nhá. Chào các bà nhá. Không biết các bà có biết nói tiếng Kinh không này. Này, bà người Mông Đỏ. Chào bà nhá. Chị Pao Hà. Không biết nói tiếng Kinh này. Đây có chuối chuối rừng này cả nhà này. Đấy, hoa chuối rừng đấy. Rồi quả quýt, đây là quả chanh gì đây này. Rồi táo mèo khô này. Đấy, cái này là táo mèo khô nhá, để ngâm rượu nhá cả nhà nhá. Có cả quả táo mèo tươi này. Đây, táo mèo tươi đây này.
Tắm nhỏ tươi này thì để ngâm rượu cũng được mà để ăn sống cũng được. Muối sổi ấy. Đây thì có quả chuối chuối đại, chuối châu. Đây là loại loại khô này mang về ngâm rượu uống ngon này cả nhà này. Đỗ kiểu đây có cà trắng này. Cà này hình như mọi người hay dùng để làm cà muối này. À đây có em bé xinh phết này. Này quay lại đây chú quay xem nào. Quay lại đây. Úi giời ơi xinh gái quá. Hơi cười cười tươi lên. Cười tươi lên xem nào. Em sinh năm bao nhiêu đấy? 202 à? Có mấy con rồi? Một à? Một đứa con. 202. Trên này họ lấy chồng sớm luôn nhé cả nhà nhé. Ở đây thì em thấy có cái mặt hàng mật ong khoái này cả nhà này. Đó. Có hai túi mật. Và xem một túi xem nào. Mật ong khoái xịn luôn đấy cả nhà. Úi, cái này nặng lắm này. Cái này chắc phải tầm 3-4 cân gì đấy đấy. Quả này to. To gần bằng ngón tay này. Ở đây có cái ớt thóc này cả nhà này. Ớt thóc siêu mini hay còn gọi là ớt cứt chuột đấy cả nhà. Đây này. Đấy, nó nhỏ xíu như kiểu là hạt tiêu ấy. Nhưng mà ớt này là siêu cay nhá cả nhà nhá. Đấy. Ăn thì hơi bị ngon luôn. Quả cà dại này. Táo mèo rất là nhiều. Ở đây còn có cái hoa atiso nữa này. Cho cháu xem một tí nhá. Đây, hoa atiso đỏ. Để ngâm siro hoặc là để phơi khô đun nước uống. Ở đây còn rất nhiều loại đồ đặc sản gì đây này cả nhà này. Ô cà chua bi này. Cà chua bi siêu nhỏ luôn, siêu mini luôn. Nó chỉ bằng cái hòn bi mà trẻ con hay bắn bi thôi. Còn đây có một loại quả gì đây nữa này. Ớt. Ớt xanh rồi nhá. Ớt này là ớt cũng gọi là ớt siêu cay luôn đấy. Để xào rau ăn thì ngon đấy. Ở đây thì có bán cái củ cá sọ hay sao nhỉ? Cá sọ phải không chị? Ừ. Chị mua được cái hạt này hạt rẻ siêu nhỏ nhỉ? Hạt rẻ. Rẻ rừng đúng không? Đây có cái quả lúc lắc này cả nhà này. Cái này là để xào thịt bò ăn ngon này. Chị này đang muốn mua. Chắc không già đâu chứ. Cái này thì phải chờ đấy. Thế à? Quả xanh nhá. Phải chờ là bao tiền à? Phải chờ là 3 tiền. 1.000 quả xanh là 10.000. À, là cái này thôi. Cái bé thì đây làm cái gì? Thế cái to. Thế được rồi. Tất cả 10.000 à? Ừ. Cái này khoai sọ ở đây họ trồng cái gì ra dài nhỉ? Cái này là cái ngó của nó em ạ. À ngó à? Con này là củ của nó đây. Đây là củ của nó đây. Nó to thế à? Ừ, con này là cái ngó của nó. Kiểu nó mọc ra đúng không? Ừ, nó mọc ra ở chân nhà này này. Cái đấy cũng về luộc để ăn nhỉ? Sao em mới ở dưới rồi? Sao nó quá? Còn lúc mắt. Đây là can đựng rượu này. Ở trên này họ có cái nghề là nấu rượu cho nên là cái can rượu cũng được bán khá là chạy cả nhà nhé. Rượu trên này thì là rượu đặc sản luôn, gọi là rượu Mông Pê hay là rượu Pê Mông gì đấy, uống rất là êm ngon cả nhà. Wow. Những cái hình ảnh
thân thương cả nhà, rất là mộc mạc giản dị. Đây còn một cái món có thể là sẽ có nhiều người thích này, ổi rừng, ổi găng này này, ổi này không bị sâu nhưng nó rất là ngon này cả nhà này, thơm lắm, cái này ngâm rượu uống thì ngon. Dưới rừng có một quả này, rồi hoa đu đủ, mỗi người có một ít đồ mang ra chợ là bày bán cùng nhau như thế này. Đấy, rất là giản dị mộc mạc. Chào bà nhá. Cháu hỏi bà là người dân tộc gì đấy? Bà là người dân tộc gì đấy? Dân tộc Mông à? Ở đây là các bà bán mấy cái này để làm giống đúng không? Giống đậu Hà Lan, giống đỗ các kiểu đúng không? Cái này là sáp ong đúng không? Đây để họ làm bánh các thứ này. Rồi thuốc kiến, thuốc mối các kiểu. Đó, mấy cái đồ rất là cơ bản này. Như kim khâu rồi là chỉ các kiểu. Ở bên này cũng có cái mặt hàng quả dạ dày này cả nhà này. Cái quả để chữa dạ dày này. Cái này chữa dạ dày đúng không? Thuốc dạ dày này, nó giống cái dạ dày nên là dùng để chữa bệnh dạ dày nhé cả nhà nhé. Vâng. Mông bên Điện Biên cũng dùng để chữa dạ dày mà bên Lào Cai cũng dùng. Bán cái gì đấy chị? Bán cái dây đấy à? Cái dây đấy là cái gì mà xem nào? Thêu như này thôi à? À dùng để may cái này à? À đơn giản nhỉ. Còn đây là các loại váy người Mông này. Váy Mông và điệu Mông, áo Mông các kiểu. Cô bé này ăn khỏe phết này. Ăn bánh rán này. 64.000 thôi. 64.000 ra. Ở bên này thì mọi người sẽ bán những cái mặt hàng như chăn, màn, quần áo, xong rồi rồi mắm muối, mì chính, dầu ăn các kiểu phục vụ cho nhu cầu mua tạp hóa của bà con ở trên này. Trên vùng cao như này thì tạp hóa nó ít lắm cả nhà, nên là mỗi phiên chợ mọi người sẽ mang từ dưới trung tâm huyện lên để bán. Ở đây thì có hai bạn trẻ này thì bán mỹ phẩm này cả nhà này. Đây, mỹ phẩm và một hai cái gói thuốc. Cái này thuốc gì đấy em? Phụ khoa cho nữ à? Để uống đúng không? Cái này là xà phòng tắm các kiểu. Đó. Xà phòng tắm để bán cho bà con ở trên này họ tắm. Hai bé này nhìn khá là trẻ nhỉ. Bọn em sinh năm bao nhiêu đấy? 2000 à? Mỗi đứa có một em bé nhỉ. Chào bà nhá. Thuốc gì đấy bà? Cái này bệnh cái này bổ máu à? Tay họng chinh nó là ống nó khỏe. À đây. Đây là cái gì? Cái này là thuốc thiếu đau lưng này. Đau lưng à? Không ăn được cân này, không ống huyết nhiều này. À. Không được. Không uống được nước, không ăn được cơm mà. Cái này không ống được rượu. À không uống được rượu nữa. Ống nó khỏe, cái này là rượu, cái này. Cái đấy để uống à ba tư la mà thuốc ấy. Cái này là bị ho đấy. À thuốc chữa ho nữa à? Mình là người trên này luôn à bà? Vâng, cháu cảm ơn bà nhá.
Ô, ở đây có một chị này, chị đi thu mua gà hay sao này? Toàn gà ngon này. Chào chị nhá. Vâng. Này chị mua về dưới kia bán đúng không? Gà này còn gà đen gửi về. Gửi về xuôi à? Nhìn ngon nhờ. Gà trên này gà mua lên nó hơi cao. Gà đen. Mua cả dê à? Vâng. À, ở dưới huyện lên đây thu mua đúng không chị? Đúng rồi. Phiên chợ nào cũng đi. Phiên chợ nào cũng đi. Đi xa phết nhỉ? Chị đi đường kia hay là đi đường mới đang làm đấy? Đang đi đường chính. À, đi đường chính đúng không? Khó đi lắm nhỉ? Hơi tắc đường tí nhưng mà đi đi nó em rồi đường này. Vâng. Bây giờ bà con bắt đầu đổ bộ sang đây để mua quần áo rất là nhiều này, quần áo người Hơ Mông. Mấy cái áo này một cái khoảng bao tiền đấy? Một cái 300 à? À 300 à? Có hoa văn nên nó đắt đúng không? Không khá là đắt đúng không? Váy thì chắc đắt hơn đúng không? Cái váy thì chắc đắt hơn đúng không? Váy 700 này. À váy 700 cơ à? Chưa may ở cái đấy. Vừa may vừa về. Về là họ tự may à? Vâng. Đấy họ dập sẵn đúng không? 700 ngàn một miếng đấy. Vâng, cả bộ là 1 triệu 2. À, 1 triệu 2 cả bộ cả áo đúng không? Vâng. Cũng đắt phết đấy nhỉ? Đắt hơn quần áo người Kinh đấy nhỉ? Đắt hơn. Cảm ơn chị nhá. Đây là cái hạt dẻ mà vừa nãy chị kia mua này cả nhà này. Hạt dẻ rừng nhá cả nhà nhá. Đấy, hay còn gọi là hạt dẻ nếp nữa. Nhỏ xíu luôn, chứ không giống như cái hạt dẻ to đùng kia đâu. Hạt dẻ to kia thì thông thường là chỉ trồng ở những vùng biên giới thôi. Còn cái mặt hàng ớt thóc này thì có thể là sẽ rất nhiều người thích này. Ớt thóc tươi này. Đó. Còn đây là ớt thóc đã phơi khô. Đấy. Cái này ăn ngon lắm này cả nhà ơi. Đó. Cái này họ còn xay thành bột luôn. Bên kia là họ ngâm kiểu như là ớt muối. Cái đấy ăn ngon, ăn mì tôm ngon. Ở đây các bà cũng đang đi mua áo này cả nhà này. Áo nhìn khá là đẹp. Bộ trang phục người Mông ở trên này cũng khá là khác biệt so với lại những cái vùng khác. Ở trên vai có cái miếng thổ cẩm ra này. Bán khá là chạy nhá cả nhà nhá. Chào cô nhá. Bán gạo à? Còn chú mẹ. Cháu xem một tí nhá. Ô, gạo này như kiểu gạo từ năm ngoái rồi. Gạo cũ rồi. Nó mọt này. Gạo gì đây đấy? Bao lù. Không biết nói cả nhà, không biết nói tiếng Kinh. Còn đây là nếp than này, nếp cẩm đấy. Còn ở đây họ không biết sát cho nên là nó bị mất cái màu đen đi, kiểu họ sát kỹ quá đấy. Bà cụ ngồi bán vẫn còn điệu cái điệu. Ở đây có một cô thì bán cái quả trứng như kiểu trứng luộc ấy. Chào cô nhá. Nhìn cô này nhìn người nhỏ thế nhỉ, nhìn như là một đứa học sinh ấy cả nhà. Nhìn cô này cũng già rồi, người rất nhỏ. Cái này là trứng luộc à cô? À, cô không biết nói tiếng Kinh à? Có biết nói không? À không biết nói. Mình bao nhiêu tuổi rồi? Ba cái mình nghìn. À ba cái mình nghìn. chỉ biết nói là ba cái mình nghìn thôi. Chứ còn hỏi cái khác thì không biết đâu. Cô này chắc là người Hoa. Người Hoa cả nhà. Trang phục nó khác người Mông một tí. Đây, bây giờ bà con ở trên các bản làng vẫn còn đang tiếp tục di chuyển tới chợ. Càng ngày chợ nó càng đông này cả nhà này. Hiện tại đã là 9 giờ sáng rồi. Sau những cái cánh rừng này là những cái bản của người Mông.
Và chợ này là chợ trung tâm của ba xã Tà Phìn này, rồi là Tà Xìn Thàng này, rồi là Xín Trải nữa cả nhà. Ở đây em Vinh thấy có một loại mía nhìn khá là lạ cả nhà. Chào hai chị nhá. Cái này là mía hay là cái gì đấy? Hả? Nhìn giống mía nhỉ? Mà cũng không giống mía lắm, giống cái cây cỏ lau hơn nhỉ. Để ăn à? Cái này để ăn à? Để ăn à? À, không biết tiếng. Cả hai cô là không biết nói tiếng Kinh. Nhìn thì cũng gần giống mía mà cũng gần giống cái cây cỏ voi ấy cả nhỉ. Đấy, nhìn như cây cỏ voi để mang về trồng. Đây, còn đây là mía này, mía dẻo. Ở đây cũng có một loại thuốc của người dân tộc H'mông này. Thuốc này thuốc thuốc gia truyền chữa dạ dày, bệnh trĩ các kiểu. Đấy. Ở trên này đỗ thì bà con trồng rất là nhiều, gần như nhà nào cũng trồng, không mang ra bán. Cái này không biết là có bán được hết không này. Ở bên này cũng có mấy chú này bán dao, hình như tự rèn. Chào các chú các bác nhá. Cái này dao mình tự rèn hay là lấy về bán đấy? Tự làm à? Nhà nào cũng tự làm à? Nhà nào cũng kiểu lăng nghề rèn đúng không? Con này đẹp nhỉ? Để chặt củi hay là đi vào rừng được nhỉ? Đấy, dao này nó làm giống kiểu dao tông thế nhỉ? Còn bên này là có cái liềm rồi dao phát cỏ, liềm cắt cỏ. Đấy. Nhìn mấy con này khá là đẹp này. Đó. Cái này để làm cho máy sát à? Ra này làm cán đẹp hết nhỉ, làm bằng lốp xe đúng không? Đây, họ còn rèn được cả cái dao để làm cái máy thái nữa này. Dao này bao tiền con? 200 à? Dao này rẻ thôi cả nhà. Đấy, căn bản là họ làm thủ công kiểu dành cho bà con, người ta mua đi rừng đi chặt củi các thứ. Bên này cũng vẫn còn rất là nhiều mặt hàng, bà con người Mông Đỏ bán hàng rất là mộc mạc, dễ thương. Mình xem bên này xem có cái gì bán nha. Chào các bà nhá, các bà đang ăn cơm à? Bán ăn ơi. À, mua bánh ăn à, chứ không phải là ăn cơm à? Cứ tưởng ăn cơm. Bà là bán cái gì đấy bà? Bánh ơi. À, bánh gì nhỉ? Tàu ơi. Bánh bò đúng không? Tàu xin xin điểm trắng ấy. Bánh bò. Bà là người Hoa nhỉ? Người Hoa. Trên này có người Hoa với người Mông cả nhà nhé. Người Hoa họ sẽ hay làm bánh để bán. Đấy, hương này là hương của người Mông. Hương này họ dùng cái bạ, họ dùng cái giấy ô ly của học sinh này để bọc. Đây là cái giấy, cũng là giấy họ tự làm này cả nhà này. Giấy họ tự lấy một cái loại cây gì đấy ở trên rừng, họ tự làm ra giấy. Đó, giấy này để làm coi như là vàng mã đấy cả nhà. Họ sẽ kiểu làm cúng, họ sẽ dùng để sử dụng. Đây là những cái hương ngắn hơn. Hương này khá là to cả nhà. Đây có chú này đang mua hương.
Ở dưới này cũng có một số bà con cũng bán hương khá là nhiều này. Đây có một chị người Hoa, chị này khá là cao, chắc phải tầm 1m6, 1m7. Có người thì lấy giấy báo hay là giấy vở để bọc, còn có người thì lại lấy lá cây để bọc này. Các bà người Mông. Bên này cũng có bán nhiều cái mặt hàng như đèn pin rồi là thuốc trừ sâu các kiểu, váy Mông. Dạ vâng cả nhà, hiện tại thì em Vinh đang có mặt ở trong khu chợ tại Sinh Thàn. Đây là khu chợ mà nhà nước xây lên để cho bà con buôn bán. Tuy nhiên là cái không gian của chợ nó cũng chật hẹp, nó không có đủ không gian để cho tất cả mọi người cùng vào đây bán. Cho nên là ở phía bên trong này sẽ dành cho những cái hàng quần áo này, rồi là những cái hàng thuốc trừ sâu, trừ cỏ, thuốc uống như thế này. Đây là những mặt hàng được bày bán ở phía bên trong này này, thuốc này, thuốc bôi, thuốc xoa bóp các kiểu, thuốc của Trung Quốc, của Thái, của Lào các kiểu, bánh rán này, rồi là trứng luộc, rồi là xúc xích rán này. Còn ở phía bên trong này thì có một em gái rất là xinh bán món bánh rán cả nhà. Đây, mình sẽ giao lưu một chút với em này xem nhá. Em là người dân tộc gì đấy? Dân tộc Hoa. À, dân tộc Hoa à? Xinh gái nhở? Em sinh năm bao nhiêu? 205. 205 à? Dạ. Có chồng chưa? Chưa. À, chưa có chồng nhá. Có đi học nữa không em? Dạ không ạ. Nghỉ từ cấp 2 à? Không học rồi. À, nghỉ hết, học hết cấp 3 chưa? Chưa. À, thế học hết lớp 9 chưa? Chưa. Cũng chưa? Dạ. Thế ngày xưa đi học đến lớp mấy? Lớp 7. Lớp 7 thôi à? Dạ. Ồ, tiếc thế nhở? Một cô bé rất là xinh xắn, nhìn rất là đáng yêu, chưa được đi học đến nơi đến chốn, mới chỉ được học đến lớp 7 thôi. Ngày xưa bố mẹ bắt nghỉ à, hay là thích nghỉ đấy? À, thích nghỉ à? Đi làm. Bây giờ có đi làm gì không hay là ở nhà làm? Năm nay ở nhà thôi. À, ngoài em đi công ty à? Bán bánh rán cả nhà. Nếu mà ai muốn lấy vợ vùng cao thì lên đây gặp em này. Chắc em này một vài tháng nữa chắc vẫn bán hàng ở đây đâu, ở phía bên trong chợ Tả Xin Thàng. Rất là xinh gái, chưa có chồng, người dân tộc Hoa. Còn phía bên này thì bán len này cả nhà này, len rồi là những cái miếng này để cho bà con mang về bà con thêu. Đấy, những cái cuộn này. Đây họ sẽ mang về họ thêu thành hoa văn như thế này này cả nhà này. Xong này mang ra bán lại. Cái này họ lại mang ra bán, bọn chị lại mua lại đúng không? À không à, chỉ bán len thôi đúng không? Đấy. Rất nhiều luôn cả nhà. Rất nhiều len. Đây là cái gian hàng kiểu 10.000 sẽ được 3 thứ đây này. Cái 3 thứ là 10.000, mà 10.000 thì được 3 thứ. Chào anh em nhá. Wow. Những cái miếng mỡ lợn được treo lên trên, trông rất là kiểu rất là mộc mạc ấy cả nhà. Nhìn rất là giống một cái phiên chợ ngày xưa ấy. Lợn này có vẻ là những chú lợn rất là to. Đây chắc lợn đen này. Đây lợn đen đúng không anh? Đúng rồi. À, bọn anh người Mông hết à? Cô này chỉ có người Hoa hay người Mông thôi. À, người Hoa hay người Mông à? Thấy có cả người Dao hay sao mà? Người Dao không có, ở huyện thì có rồi. À thế à? Thế họ lên đây chơi à? Huyện thì có, ở trên xa này không có. À đấy ạ. Đây thịt lợn bán nhiều lắm. Ngoài kia em thấy có mỗi hai hàng cũng bán sắp hết thịt rồi. Trong này rất nhiều. Dạ vâng.
Vâng, tí nữa về. Đấy, thịt lợn treo lên thế này. Rất là hay, cảnh rất là đẹp cả nhà. Trong này cũng bán vải, bán len các kiểu luôn cả nhà ơi. Đây. Còn áo váy vóc người Mông. Đây là một cái xưởng dệt hay sao ấy. Xưởng dệt vải. Còn bên này chủ yếu quần áo với giày dép này. Phục vụ cho bà con ở trên này. Chợ thì nó nhỏ thôi. Chỉ đủ để cho mọi người bán quần áo thôi. Còn bán rau củ quả phải bán ngoài đường ngoài kia hết. Chào em gái. Đây có mấy chị em gái này cũng lại đi mua kẹp tóc các kiểu này. Em gái đây cao phết nhá cả nhà nhá. Phải tầm 1m6, 1m7 đấy. Dạ vâng cả nhà ơi, như vậy là em Vinh cũng đưa cả nhà đi tham quan một vòng cái khu chợ phiên Tả Xìn Thàng này rồi. Đây là lần thứ hai em Vinh đến chợ phiên Tả Xìn Thàng. Đợt này đi thì đường khó đi hơn, tại vì là nhà nước đang sửa lại đường. Chắc là khoảng 2 năm nữa đường xong ấy, thì đường lên đây sẽ rất là ngon cả nhà. Tại vì em thấy họ mở rộng đường rất là nhiều. Chợ phiên này là một trong những cái chợ phiên rất là đặc sắc và rất là thú vị, cũng như là rất là đông bà con buôn bán ở tỉnh Điện Biên nói chung và huyện Tủa Chùa nói riêng. Chợ phiên này thì ở một cái vị trí cũng khá là cao, đây là gọi là cao nguyên đá Tủa Chùa đấy cả nhà. Ở trên này có những cái núi đá rất là đẹp luôn, giống như kiểu Hà Giang thu nhỏ đấy cả nhà. Nếu mà cả nhà có dịp thì có thể là lên đây tham quan, lên đây chơi một chuyến nhé cả nhà nhé. Đấy thì em Vinh xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Bye bye cả nhà.